Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Nhìn Audio. Thời điểm này là giai đoạn cận Tết Nguyên đán rồi và tất cả chúng ta đều có một nhu cầu mua sắm nhất định. Và nhất là trong cái thời kỳ Covid này nữa thì những giây phút quây quần với gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy là chúng ta sẽ bắt đầu để ý sang những cái thiết bị giải trí. Và cụ thể thì mình muốn nói ở đây đó chính là những thiết bị giải trí âm thanh. Đầu tiên thì mình đang có bên tay phải mình đó chính là mẫu loa Phantom Gold. Ở phía xa kia là mẫu loa B&O Bell 6S và ở cuối này đó chính là mẫu Macintosh RS200. Thì trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng mẫu loa một và xem rằng chúng có gì đặc biệt. Nevertheless là một thương hiệu có tuổi đời khá non trẻ, được ra mắt vào năm 2007. Tuy nhiên hãng này đã có được những thành tựu rất là lớn. Họ đã phát minh ra những cái công nghệ để có thể đẩy được cái công suất của một chiếc loa với cái thân hình khá nhỏ gọn như này lên tới mức cao nhất. Và sản phẩm mình đang có ở đây đã được nghiên cứu trong vòng 10 năm và sản phẩm này đang là mẫu loa Bluetooth đắt nhất trên thế giới với cái phiên bản là mạ vàng 22K. Tên đầy đủ của mẫu loa này là Nevertheless Phantom Gold Opera de Paris. Nghe cái tên thôi các bạn cũng thấy được cái độ hoành tráng, cái độ mà xa xỉ mà hãng đã đặt hết cả tâm huyết dành cho chiếc loa này. Mẫu loa này được lấy ý tưởng thiết kế từ phi thuyền không gian với một bên là vàng lá và một bên là hợp kim. Tất cả thì đều được hoàn thiện thủ công bởi các nghệ nhân và đây chính xác là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Mẫu loa được gắn logo của Paris Opera, mẫu loa di động sở hữu âm ly công suất khủng lên tới 4.500W với các driver được đặt đồng tâm và đối xứng kết hợp với công nghệ xử lý DSP, Sound Processing, ADS cùng cấu trúc âm học SBI để tái tạo âm thanh chính xác từng bản ghi với âm lượng cực lớn, trong trẻo, không bị méo mó và âm bass mạnh mẽ trong một thùng loa có dung tích nhỏ hơn 20 lần so với các hệ thống high-end bình thường. Tổng quan, âm thanh của Gold Phantom mang tới nét trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn thừa sự mạnh mẽ, có thể lấp đầy được những không gian nghe nhạc lên tới một vài trăm mét vuông. Gold Phantom có khả năng kết nối không dây Bluetooth, aptX, Wi-Fi, AirPlay, tích hợp bộ giải mã độ phân giải 24 bit 192 kHz, hoạt động độc lập cũng như là dễ dàng có thể ghép đôi tạo thành một dàn stereo, cũng có thể điều khiển thông qua ứng dụng miễn phí là Spark. Tiếp theo đó chính là mẫu loa B&O Bell 6S. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc hẳn nhiều người sẽ không nghĩ rằng đây là một chiếc loa, bởi vì nó có một thiết kế rất là tối giản, nó có một cái thiết kế rất độc lạ và lấy cảm hứng từ đồng xu một bảng Anh. Với thiết kế như này thì người dùng có thể tùy chọn vị trí trưng bày chiếc loa này, có thể là trên sàn hoặc là treo lên tường thì nó vẫn rất đẹp. Điểm độc đáo ở thiết kế của mẫu loa B&O Bell 6S này không chỉ dừng lại ở kiểu dáng mà còn được tối ưu cảm nhận trực giác, tích hợp hệ thống điều khiển qua cử động mang đến những trải nghiệm mới hơn. Theo đó, một bộ cảm biến tiệm cận sẽ làm bề mặt phủ nhôm tỏa sáng nhẹ khi có người tiến đến gần. Cảm nhận chính xác từng tương tác giúp bạn dễ dàng điều chỉnh âm lượng chỉ bằng cách xoay qua xoay lại hoặc đẩy nhẹ. Là một khối hình học tối giản, Bell 6S sẽ là món trang trí nội thất tinh tế không nên thiếu cho không gian sống của bạn. Dù sở hữu thiết kế gọn gàng, Bell 6S vẫn được trang bị 6 bộ khuếch đại âm thanh mạch Class D, cấp nguồn phát cho cặp loa chép 3/4 inch, cặp driver tầm trung 4 inch và một loa trầm 10 inch, kết hợp với công nghệ Active Passport cho chất âm mạnh và kiểm soát tinh tế đến bất ngờ. Về kết nối, Bell 6S tương thích với tất cả các chuẩn kết nối như là Bluetooth, AirPlay hay là Chromecast và dễ dàng kết nối với những thiết bị ví dụ như là smartphone, laptop hay máy tính bảng. Và cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là một mẫu loa All-in-One đến từ gã khổng lồ xanh trong làng high-end audio, đó chính là Macintosh RS200. Khác với hai mẫu loa trước mà mình vừa giới thiệu, Macintosh RS200 đi theo thiết kế truyền thống với ngoại hình vuông vức, tông màu đen, logo phát sáng, nút điều khiển cách điệu cùng với cặp đồng hồ watt retro màu xanh cực kỳ đặc trưng của thương hiệu Macintosh. Mặt sau của loa sở hữu các ngõ vào linh động giúp cho người dùng có thể dễ dàng kết nối những nguồn phát tín hiệu khác nhau. Hệ thống âm thanh All-in-One RS200 được trang bị 8 củ loa chuyên dụng gồm 2 woofer, 4 bitray và 2 tweeter cho tập công suất lên tối đa là 650W, sẵn sàng đáp ứng những bài nhạc mạnh mẽ, sôi động. Nếu muốn tăng thêm uy lực giải trầm, người dùng có thể kết nối RS200 với subwoofer rời. Macintosh RS200 được tích hợp nhiều chuẩn công nghệ mới bao gồm AirPlay 2, Bluetooth 5.0 hỗ trợ AAC, Qualcomm aptX HD, DTS PlayFi và DNLA. Ở phần cứng, RS200 được tích hợp ngõ vào HDMI cho phép người dùng kết nối với TV, ngõ vào USB-B cho phép kết nối phát nhạc trực tiếp từ máy tính và ngõ vào 3.5mm AUX cho phép kết nối với các nguồn nhạc analog khác. Đặc biệt, người nghe có thể kết nối RS200 với hai chiếc RS100 nhằm tạo nên một hệ thống phòng xem phim surround chuyên dụng. Như vậy mình đã vừa giới thiệu cho các bạn 3 mẫu loa Bluetooth có thể nói là cao cấp nhất hiện nay. Tuy nhiên cũng chính vì là nó cao cấp nhất, vì vậy là mức giá của nó sẽ hơi cao một chút. Tại Thiên Hà Audio thì mẫu loa Phantom Gold này đang có mức giá là 89.990.000 đồng. Còn mẫu loa B&O Bell 6S thì đang có mức giá là 78.500. Còn mẫu loa Macintosh RS200 thì đang có giá là 87.990.000 đồng. Các bạn cảm nhận như thế nào về thiết kế cũng như là âm thanh của 3 mẫu loa này? Và đâu là sự lựa chọn của các bạn?
Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube Nghe Nhìn Audio nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.